mỗi người khi sinh ra đều có gia đình riêng của mình. Nhưng cậu bé Maru lại không chấp nhận mối duyên phận này, bởi vì người bố thiểu năng của cậu vừa mới kết hôn với một người mẹ kế bị điếc. Một bát mì tương đen chính là bữa tiệc chúc mừng kết hôn của gia đình. Maru vốn dĩ căm ghét người bố luôn làm mình mất mặt. Cậu luôn phải đối mặt với những lời chế nhạo của bạn học xung quanh. Cậu ta thậm chí còn không nhận bố, mà bây giờ lại còn có thêm một bà mẹ kế bị điếc cùng một đứa em gái không máu mủ. Điều này càng khiến Maru chán ghét cái gia đình này. Mỗi lần nhìn thấy thiếu gia giàu có của trường Dongju đi học hay tan học đều có xe đưa đón, ánh mắt của cậu lộ rõ sự ngưỡng mộ. Thậm chí vì tiền trợ cấp của trường học, cậu phải cúi đầu trước Dongju. Lý do chính là toàn bộ kinh phí đầu tư cho trường đều là mẹ của Dongju tài trợ. Đứa trẻ này mặc dù học rất tốt, nhưng gia giáo lại không được tốt lắm. Mẹ thì mất sớm, chỉ còn lại một người bố thiểu năng, nên trong vùng này ai cũng biết gia đình cậu ta. Nhưng không ngờ mẹ của Dongju lại tán dương năng lực học tập của Maru. Người phụ nữ tử tế nói với Maru, nếu như gặp khó khăn gì trong việc học cứ đến tìm mình giúp đỡ. Có lẽ Maru cảm nhận được tình thương của mẹ mà mình chưa bao giờ có, hoặc đang mơ mộng về một gia đình có tiền trong tương lai. Cậu bắt đầu có cảm tình với người phụ nữ này. Thầy giáo bên cạnh còn cố tình nịnh hót, nói Dongju và người bố giám đốc giống nhau như đúc từ một khuôn. Dongju thông minh vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của ông ta, nói thầy không cần lừa dối bản thân. Người trên thế giới này ai cũng biết, giám đốc không phải bố ruột của cậu. Những lời này thực sự đã khiến Dongju tổn thương. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bởi vì nhiều năm về trước, khi mẹ đang mang thai Dongju, người chồng lại không may qua đời. Bố Dongju vì thực hiện tham vọng của mình, mới lấy đại tiểu thư gia đình tài phiệt, cuối cùng trở thành con rể của gia đình giàu có, một bước lên được chức giám đốc của cả tập đoàn. Khi ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về sân khấu trao học bổng, Dongju lại âm thầm rời khỏi đây. Thì ra cậu có hẹn trước với một cô bé dưới quê, dạy cô bé cách chơi đàn piano. Cô bé này không ai khác, chính là Uri, em gái khác cha khác mẹ của Maru. Ở bên này biết được thiếu gia mất tích, khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Vì để gây ấn tượng trước mặt mẹ Dongju, Maru nói những thiếu gia ở thành phố lớn đều thích về quê chơi, cậu sẽ dẫn đường cho họ về quê tìm Dongju. Quả nhiên trên một con đường nhỏ, họ đã bắt gặp Dongju đang đi chơi với một cô bé. Giám đốc lập tức kéo con trai vào xe, còn chưa đợi Maru lấy học bổng mà đã kéo cậu ra ngoài. Lên xe. Lúc này Maru đứng yên tại chỗ, bởi vì em gái đang đứng cạnh cậu. Chỉ một câu nói oppa cũng có thể khiến Maru nổi giận. Tao sẽ không làm anh của mày. Tao ghét mẹ mày. Một người bố ngốc đã đủ khiến tao phiền lòng rồi. Giờ lại có thêm một bà mẹ kế bị điếc. Tao không muốn sống như vậy. Muốn sống các người tự sống với nhau đi. Ngày hôm sau, Maru liền gọi điện cho phu nhân giám đốc, nói số tiền học bổng mình để quên trong xe. Mẹ Dongju định cho người gửi học bổng cho Maru, nhưng cậu nói mình có thể tự đến lấy. Đến nhà ta. Vâng. Đúng lúc cháu có chuyện ở cạnh nhà của cô. Maru đến trước nhà phu nhân. Trùng hợp hôm nay mẹ Dongju cũng tổ chức tiệc, nhưng giám đốc lại ngăn cậu lại, giống như đã nhìn thấu tâm tư của Maru, nói với cậu đừng vượt quá bổn phận của mình. Lúc này phu nhân đến giải vây cho cậu, còn dẫn Maru vào phòng ăn, bảo người làm đưa lên cho cậu một bàn ăn thịnh soạn. Lúc này người bố dẫn em gái đến trước nhà tài phiệt, thì ra chàng thiếu gia giàu có Dongju mời Uri đến nhà học đàn piano. Thế là quản gia cho cô bé vào trong, còn người bố ngốc vẫn bị chặn ở ngoài. Mà chủ đề chính trong bữa tiệc hôm nay chính là chúc thọ cho chủ tịch tập đoàn, đồng thời ông muốn bàn giao toàn bộ công ty lại cho con rể thừa kế. Bố Dongju rất vui bởi vì trước khi kết hôn, chủ tịch đã ký với anh ta một bản thỏa thuận. Chỉ cần cháu trai Dongju lớn lên, ông ta sẽ chủ động trao lại việc quản lý tập đoàn cho anh. Đồng thời trong khoảng thời gian này, anh không được phép có con riêng của mình. Maru sau khi ăn no gặp bố ở ngoài, cậu tiếp tục nói những lời không hay với bố ruột của mình. Nhưng một câu nói của bố khiến Maru không bình tĩnh được nữa. Xin y à? Sao thế? Là xin y, xin y. Xin y là ai? Là mẹ của con. Người phụ nữ có vẻ hoang mang bởi vì vừa mới nhìn thấy đứa con nghèo khó của mình ở chương trình thời sự trên TV, hơn nữa còn xuất hiện trong tang lễ của gia đình tài phiệt. Thì ra chồng của tiểu thư gia đình tài phiệt không may qua đời. Sung Hoan cảm thấy lúc này anh có thể trở mình, nên đã chia tay với Shin Yi và đồng thời nói với cô, cuộc đời thì phải biết nắm bắt thời cơ. Được thôi, anh cứ đi làm người ở cho gia đình đó cả đời đi. Nhưng nhiều năm sau, Shin Yi lấy thân phận là bạn của mẹ Dongju xuất hiện ở bữa tiệc. Nghe câu đã lâu không gặp giám đốc, nhưng biết Sung Hoan bây giờ đã một bước lên mây thành chủ tịch tập đoàn. Nhà tớ được thăng chức chủ tịch rồi. Thật sự xin lỗi, đã lâu không gặp, thất lễ rồi. Maru đằng sau cũng đột nhiên xuất hiện. Một nhà ba người đoàn tụ, nhưng ba người lại không nhận ra nhau. Cháu là Bong Maru, con trai của Bong Yangqiu. Bong Maru nghe thấy là con trai của anh trai ngốc, người phụ nữ liền hiểu ra ngay, bởi vì nhiều năm về trước, Shin Yi đã bỏ lại đứa con mới sinh về ở với mẹ mình. Để cháu trai có bố, bà nội đã nói dối con trai ngốc của mình chính là bố của cậu. Nhưng ở đây quá nhiều người, Shin Yi đành phải giả vờ chưa từng gặp Maru. Cháu sao thế? Đây là lần đầu tiên cô gặp cháu, hai ngày trước cô mới bay từ Mỹ về. Làm sao có thể quen cháu được? Quay về nhà, Maru liên tục hỏi bà, Shin Yi rốt cuộc là ai? Bà nội hiểu rõ con gái mình, bà uống hết một hơi rượu, rồi nói dối đó chính là cô của cháu. Mà bên này để chúc mừng chồng lên chức, mẹ Dongju chủ động lấy cổ phần của mình chuyển hết cho chồng. Có cổ phần của vợ, Sung Hoan sẽ không còn là một chủ tịch bù nhìn nữa. Nhưng dã tâm của ông ta cũng chưa dừng lại ở đây.
bởi vì ông ta sớm đã mua chuộc tất cả những thân tín bên cạnh chủ tịch cũ, chuẩn bị chuyển hết tài sản của bố chồng làm của riêng. Nhưng chỉ cần chủ tịch còn chút hơi thở, ông sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng đúng lúc này chủ tịch lại bị khó thở, ông ngã xuống đất. Đợi khi chủ tịch tỉnh lại thì biết mình đã bị con rể nắm thóp. Bác sĩ trị liệu và cả trợ lý bên cạnh đều đổi thành người của Sung Hwan. Ở bên khác, Dong Ju và Uri hẹn nhau học đàn. Mỗi ngày sau khi tan học đều hẹn nhau dưới gốc cây này. Nhưng vào một đêm, chủ tịch lén về nhà chuẩn bị viết di chúc cuối cùng của mình, nhưng chuyện này lại bị bố Dong Ju phát hiện đầu tiên. Ông ta giật lấy bản di chúc trên tay chủ tịch, nói với bố vợ tại sao không nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Là một người sắp chết, chủ tịch không còn sức chống cự. Bệnh tim của ông tái phát, nhưng không ngờ tất cả chuyện này lại bị Dong Ju đứng ở ngoài nhìn thấy. Cậu bé không dám tin người bố mình luôn tôn kính trong lòng lại dám ra tay tàn độc với ông nội. Lúc này bố Dong Ju hét lớn bảo con trai mau đi xuống. Xuống đây, nhanh lên, sẽ bị thương đấy. Một phút bất cẩn, Dong Ju trượt chân ngã xuống. Dong Ju, mặc dù bố Dong Ju là người tâm địa xấu xa, nhưng ông ta luôn coi Dong Ju giống như con ruột của mình. Cậu bé rơi từ trên cao xuống, đầu đập mạnh vào nền đá dưới đất. Đối với một người phụ nữ vừa mất bố lại suýt chút nữa mất con, mẹ của Dong Ju lúc này vô cùng tuyệt vọng. Trong bệnh viện, Dong Ju hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói bởi vì tổn thương trong não bộ nên rất có khả năng cậu bé sẽ không bao giờ tỉnh lại. Dù cho tỉnh lại cũng sẽ để lại các di chứng khác. Mẹ Dong Ju hoàn toàn không muốn tin lời của bác sĩ, nhưng điều khiến cô càng không dám tin là cuộc nói chuyện giữa chồng và Shin Yi ở cầu thang, và thân phận thật sự của Maru, còn có cả mục đích thật sự của Shin Yi. Từng câu từng chữ như cứa vào tim của mẹ Dong Ju, ánh mắt tuyệt vọng này chính là bắt đầu của sự trả thù. Công xưởng xảy ra hỏa hoạn, tất cả mọi người đều lao ra ngoài thoát thân. Chỉ có duy nhất người phụ nữ này vẫn bình tĩnh làm việc, bởi vì cô ta bị điếc. Khi Mi-suk nhận ra có cháy, ngọn lửa đã không thể khống chế được nữa, nhưng cô ta vẫn chưa muốn rời đi, bởi vì khi nãy cô ta đã vô tình làm hỏng đồng hồ của con trai, mà chiếc đồng hồ này chính là do phu nhân giàu có tặng cho Maru. Để bù đắp cho con trai, cô tích góp tiền lương mua cho Maru một cái đồng hồ mới, nên Mi-suk muốn quay lại lấy chiếc đồng hồ đã mua cho con trai. Khi cô lấy được đồng hồ thì vẫn còn thời gian chạy ra ngoài, nhưng ở bên ngoài, chủ tịch lại phớt lờ lời kêu cứu của bố Maru. Để giảm thiểu thiệt hại cho công ty, ông ta lệnh cho quản lý lập tức đóng tất cả các cửa ra vào. Cánh cửa này chính là bức tường ngăn cách gia đình ba người. Mi-suk bị khói đi vào phổi nên cấp cứu không thành. Trước khi chết, ba người nắm chặt tay nhau. Ngay cả Maru đứng cạnh cũng đau lòng chảy nước mắt. Mặc dù khi còn sống cậu chưa từng đối xử tốt với mẹ kế, nhưng khi nhìn thấy di vật mẹ để lại, Maru sững sờ không nói lên lời. Cậu không ngừng tự trách bản thân, sau này phải chăm sóc cho bố. Lúc này người bố còn bị buộc tội là kẻ gây ra hỏa hoạn, thì ra chủ tịch đã mua chuộc để cấp dưới tìm một tên chịu tội thay. Maru biết cứ ở đồn cảnh sát thì chẳng giải quyết được gì, nên để bố ở đó một mình kéo em gái ra khỏi đồn cảnh sát. Dù cho em gái có ngăn cản cậu ta cũng không quan tâm, bởi vì lúc này Maru nhìn thấy phu nhân giàu có, cậu biết rằng chuyện của bố sẽ được cứu, chỉ cần ôm chặt hai chân của phu nhân cầu xin là được. Nhưng mọi chuyện không như Maru dự đoán, cậu ta lập tức đuổi theo phu nhân đến bệnh viện. Lúc này Dong Ju cũng tỉnh lại sau hôn mê, nhưng giống như lời bác sĩ đã nói, Dong Ju lúc này đã mất đi thính giác. Người mẹ không can tâm để con trai bảo bối phải chịu đau khổ như vậy. Xin hãy cứu bố cháu. Lúc này một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu người phụ nữ, một cái vẫy tay bảo Maru đến trước mặt mình. Ta có thể cứu bố cháu, nhưng với một điều kiện, cháu phải nhận ta làm mẹ. Anh khiến con trai tôi biến thành như vậy. Anh đợi đấy, xem tôi biến con trai anh thành bộ dạng gì. Mấy tháng sau Maru mất tích, cả nhà vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cậu bé. Nhưng Maru lúc này đã cùng mẹ của Dong Ju đi đến sống trên một hòn đảo yên bình. Cậu đổi tên thành Junha, đồng thời em trai Dong Ju cũng được đưa đến đây trị liệu. Mẹ Dong Ju chăm sóc cho Junha rất tốt, Junha cũng coi bà giống như mẹ ruột của mình. Junha con, nhưng tình hình của Dong Ju mãi chưa có chuyển biến tốt. Cậu bé dần dần rơi vào tự kỷ, vừa không muốn nói chuyện với mẹ cũng không muốn chơi với anh trai. Thấy con trai dần mất đi khả năng ngôn ngữ, người mẹ không chịu nổi nữa. Đừng phát ra thứ âm thanh này, mau nói đi. Một cái tát lên mặt nhưng đau đến tận tim. Thậm chí Dong Ju còn tin tưởng anh trai hơn cả mẹ. Cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi, nhưng tình hình vẫn chuyển biến xấu. Cậu bé từ chối giao lưu với tất cả mọi người. Cậu đập vỡ tất cả mọi thứ, thậm chí còn cắn tay mình trước mặt mẹ. Hai mẹ con giằng co nhau, điều này khiến mẹ Dong Ju rất bất lực. Bà kéo con trai nói chúng ta sẽ cùng nhau đi chết. Junha cố gắng đuổi theo phía sau, nhưng mẹ vẫn không có ý định dừng lại. Bà đến vách núi, dùng ánh mắt kiên định của mình để con trai cảm nhận được cảm giác chết thật sự. Nhưng không ngờ bằng cách này, Dong Ju đã nhớ lại ký ức ngày xưa. Lúc này cậu bé bắt đầu nói, cầu xin mẹ cứu mình. Mẹ, buổi tối Junha nói với mẹ, nếu như sau này có chuyện tương tự xảy ra, xin hãy dẫn con đi cùng với mọi người. Không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Dù cho thế nào cũng phải đi cùng nhau. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã 15 năm. Trên phố xuất hiện một anh chàng rất đẹp trai, đeo tai nghe, đi xe đạp. Chỉ cần nhìn vào môi, cũng có thể biết đối phương đang nói gì. Nhưng nhất cử nhất động của chàng trai đã thu hút sự chú ý của cô gái cạnh đó.
câu cửa miệng và cả tai nghe như hình với bóng ấy đều rất giống với anh trai mất tích nhiều năm về trước của cô. Nhưng người anh đó bây giờ đã xuất hiện trong một không gian khác để làm những chuyện anh ta muốn làm. Tập phim này hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.